cái nồi nha. Trước tiên mình ráp mấy miếng công đoàn đây nha. Ổn như thế này. Tới miếng này có mấy cái giò nha. Bước vô đây nha. Miếng ba chân nha. Giờ nó có miếng công đoàn nhỏ. Trước tiên là cái này sao mình đã chuẩn bị ra bố rồi, ráp bố vô là cho bố trước tới ba lá sắt nha. Nó cứ xen kẽ đi. Cái nhôm này đã có phần nội sao chưa trước kia vậy. Thôi chạy được cái chắc không nha. Mà không biết nồi cắt hay không mà bỏ cắt vô. Nên như thế này nên lú lần chút xíu là nồi chắc rồi đó. Ta dính cốt nhông nha, cốt nhông số mình vô rồi. Muốn là xoay nha các bạn. Nha. Lỗ. Bạn bỏ lòng lên đây nè. Có bốn con ốc, mấy đầu ốc đó đi với nhau thôi cũng là ốc 16 ly. Cái này nó xiết cho đều tay các bạn. Xiết mà không đều tay nó bể cái rớp là rồi. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bình mo nha, nó mo chứ không phải nó thẳng nha bạn. Có được rơi các bạn. Có miếng cái mặt hàng con nào. Xong ra xiết này nha các bạn, tại trong đây nó mới có thế mới dễ xiết được, còn nãy mình dặn tay không có thế xiết. Bốn con một cháu hoặc hai cháu rồi được rồi, nó không có ruột đâu. Cái mũi vít nha, mũi vít 5 ly, xiết cái nó mới lực. Chứ xiết bằng cái vít nó dễ bị trào con ốc đó. Xiết bằng đầu dưới, xiết bằng đầu dưới nó khó trào lắm. Trời. Rồi.
NBC hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ cho một like và đăng ký. Cảm ơn các bạn.